Vâng, có một Egypt bên phía của Tiểu Thủy Ngư và Đô Thánh, trong khi bên này là một Persian tới từ Hồng Anh. Bãi quả thấy đây rồi. Persian ở Babylon. Trong khi bên kia có một Egypt màu 6. Vâng, một Egypt và một Roman. Rất tuyển. Bên này một Babylon là một Per. Đột biến tới từ Per thì cửa thắng vẫn là tương đối cao. Không ổn lắm rồi. Giật giật như này thì là không ổn. Vâng, quay trở lại với màn hình máy của game thủ chim sẻ đang cầm Babylon. Đây là một bài mà hoàn toàn chim sẻ có thể đánh cung khỏe. Bảy hươu sáu đôi voi có bãi quả phù thì các bạn nhìn thấy cái địa hình nhà của chim sẻ, những cánh rừng bao bọc, ba cánh rừng bao bọc xung quanh nhà, chỉ cần có thêm bãi quả phù là hoàn toàn có thể chơi được. Vâng, đây may mà đánh giam đầm 2.0, nó giật giật một tí còn chấp nhận được. Quánh quả sen và đã có quả phù thì có chim sẻ rồi. Quánh quả sen mà chơi như thế này mà đánh 1.5 thì tôi chắc là đau đầu. Vâng, quánh quả sen 1.5 chắc khán giả ngủ hết luôn. Chương trình chúng ta còn dài. Sau kèo đấu này vẫn còn 3 kèo đấu nữa đánh với tàu cơ. Vâng, xem chán tàu thì thôi. Các em thủ Trung Quốc đang yêu cầu chỉ đánh giam đầm trong thời gian tới. Quyết tâm luyện. Có lẽ cái chương trình, cái mà các bạn được nghe dự kiến tin đồn phong phanh là cuối năm nay sẽ có một giải đấu với tàu. Nó đang hình thành dần dần và nó đang tỷ lệ diễn ra của nó là quá cao rồi. Thì Trung Quốc có luyện tập một cách kinh khủng khiếp như thế này. Vâng, luyện tập kinh khủng khiếp và trời, chuẩn bị cho chuyến du đấu lần thứ hai trong lịch sử. Vâng, bị đít rồi. Vui quá. Anh sọc sọc bị đít thì không biết là cái anh xem máy bị đít thì tươi. Mà anh game thủ mà bị đít thì chắc là thôi quảng. Vẫn là cái anh Đỗ Thánh này, mạng của anh ấy tàu thật luôn. Hiện cái dấu mặt trời tôi không biết, chắc là đấy là do tín hiệu kết nối yếu. Nếu như bạn nào chơi FIFA Online 3 vào trận đấu nó vẫn cứ bảo là kết nối mạng của bạn yếu. Vâng, cái chế nó không được cập nhật cái bản mới nhất, giống như kiểu Liên Minh là khi mạng bị đít ra bạn vào trận đấu vẫn kết nối lại, vẫn chơi tiếp được. Vâng, nếu mà thế thì hay, sẽ không bao giờ có những tên đít huyền thoại. Vâng, chờ đợi không là giấc mơ, một bài tương đối tiêu chuẩn dành cho chim sẻ. Thế nhà thế nhớ úp rồi, BBBM đóng A cũng như các kiểu con đà điểu luôn, và cùng cánh với màu 6 Hồng Anh, cùng cánh với cả nhà của Đỗ Thánh, trong khi Tiểu Thủy Ngư sẽ cùng cánh với màn hình máy của chim sẻ. Vâng, bài của Hồng Anh thì ị cả ra quần, trong khi bài bên này thì đang tương đối ổn. Egypt của Đỗ Thánh tương đối ổn. Chúng ta sẽ đến với trận thi đấu lại. Vâng, tiếp tục là phải chờ đợi.
cục lắm á.